การสังขารที่แท้ต้องวางความทำจากการที่แอนถึงเกิดเข้าทบทบโตปิดตัวยังถึงสมุทรเสียงล่างและทบปิดกลุ่มจะต้องตัดการการเขียนทางซึ่งกระสานเรียนการโกงจึงเพื่อตัดการการเขียนlý tưởng của tổ chức gia đình phật tử Việt Nam nằm ở đâu đâu chưa chắc mà nằm ở trên bàn thờ có quan tất cả cũng chưa chắc là nằm ở nền không yếu vì chỉ cũng chưa chắc mà nằm ở những điều luật của ngành quan trong gia đình Phật tử Việt Nam. Bởi vì những chấp bụng là cần khẩu thiệu và tất cả những điều lực nhiều khi họ chỉ định vấn đề vô tình. Lý tưởng của tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam phải và chỉ có thể nằm một cách sống động ngay trên những bản thân của một người bình thường, của một người học sinh trong cái tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam mà thôi. Tổ chức này mãi sau lên cái hư, lên cái xuống. Tổ chức là một chú chỉ cho lòng trời, cho bản phẩm. Tất cả đều tùy thuộc vào ở nơi bản thân của những một người bình thường và lòng trời. Bản thân của một các anh chị em mà đến tổ chức sự được nhận. Bản thân của một các anh chị em hư tổ chức cũng sẽ vì nó đi một con đường tạm được. Tôi nghĩ đó là lý do để có những trải cùng luyện từ sơ cấp trung cấp cho đến cao cấp trong cái tổ chức của gia đình Phật tử. Cho nên mặc dù tôi rất vui mừng để được nghe bao nhiêu những thành quả tốt đẹp trong tổ chức, trong sinh hoạt, trong học tập của vị trạng này như được báo cáo, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ vui mừng hơn nếu như sau này ở nơi này, ở chỗ đó, bản thân của một các anh chị em bình thường thế nào, thể hiện được tất cả những gì mà các anh chị em đã được trang bị cho cả em của mình, mà cho đơn vị của mình, và cho cả cái tổ chức của gia đình Phật tử Việt Nam. Và đó cũng chính là điều mà tôi tin không phải chỉ riêng tôi, tất cả quý thầy, những người từng quan tâm đến tổ chức gia đình Phật tử, những người từng nghĩ rằng gia đình Phật tử đó là tương lai của bản thân và có thể tư thế một những tinh thần tương lai của mọi người đều chấp nhận cái điều đó ở tất cả các anh chị em. Đúng là Phật giáo Việt Nam
tổ chức của giáo dục Phật tử Việt Nam đã đặt tại quốc một cái thời kỳ đầy hiểm trọng và nhiều như nhưng thôi tôi nghĩ rằng bao nhiêu thời gian